Wow, xin chào anh chị. Vâng, chúng ta lại gặp nhau trong bài học tiếp theo trong chương trình sử dụng khuyến mại, tạo lập các chương trình chiến lược khuyến mại để mà chúng ta có thể bán hàng thành công, bán hàng tốt hơn. Khóa học này tập trung vào vấn đề khuyến mại. Vâng, và video này sẽ giải quyết một vấn đề nhỏ, đấy chính là chúng ta sử dụng khuyến mại khi nào, như thế nào và lúc nào, ở đâu để cho nó hiệu quả. Tất nhiên là tôi sẽ trình bày với các bạn một số ý tưởng về mặt lý thuyết để cho các bạn hình dung ra là cái khuyến mại như thế nào, thời điểm nào. Thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là bây giờ thì các bạn làm kinh doanh, các bạn cảm thấy bán hàng khó khăn, bán chậm, bán kém, đối thủ bán tốt quá, đối thủ bán khuyến mại nhiều quá, doanh số của đối thủ tốt quá, chương trình khuyến mại của đối thủ đông khách quá, vân vân. Đó là những lúc các bạn sẽ phải suy nghĩ về việc là chúng ta phải tung ra chương trình khuyến mại của riêng chúng ta. Thế thì ở đâu? Các bạn có thể tổ chức tại điểm bán hàng của mình, là tại các shop, đúng không ạ? Ở trên fanpage, trên website, trên email, ở trên SMS, chúng ta sẽ tung ra một chương trình khuyến mại, và sau đó các địa điểm áp dụng, các cách thức được áp dụng, đối tượng áp dụng, chúng ta sẽ quy ước, chúng ta sẽ đề ra làm sao càng rõ ràng, càng chi tiết càng tốt, đúng không? Thế thì có hàng trăm những cách khuyến mại khác nhau ở trên thị trường hiện nay. Nhưng mà lát nữa thì tôi sẽ trình bày với các bạn là 52 cái tuyệt chiêu, 52 cái chiêu thức, cái chiến lược cụ thể để các bạn có thể tạo ra được 52 chương trình khuyến mại tương ứng với 52 tuần. Cái phần này là các bạn sẽ sau cái phần lý thuyết, được chưa ạ? Vâng. Thế thì ở đây thì các bạn thấy rằng là các cái khuyến mại nó có thể là đi theo cái lịch trình khuyến mại theo tuần, theo tháng, theo quý, khuyến mại theo sự kiện, đúng không ạ? Khuyến mại theo khách hàng mới, khuyến mại theo cái chương trình hot trend, khuyến mại theo những cái chương trình để mà kích thích điểm bán, khai trương, khuyến mại theo cái giờ thấp điểm, vân vân, khuyến mại theo cách giới thiệu khách hàng, đúng không ạ? Giới thiệu theo giờ vàng, vân vân, có rất nhiều cái cách khác nhau. Rồi thì chúng ta sử dụng công nghệ, chúng ta sử dụng email, chúng ta sử dụng fanpage, sử dụng Facebook, chúng ta sử dụng group, vân vân, những cái giải pháp bán hàng trực tuyến, chúng ta đều có thể đưa các chương trình khuyến mại lên trên đó để thu hút khách hàng. Bởi vì khi có chương trình khuyến mại rồi thì chúng ta cũng cần phải có một cái gọi là cái công cụ truyền thông cho khách hàng để làm sao khách hàng họ vào đấy, họ xem được và họ ra quyết định mua hàng. Nói chung cứ vấn đề về giá là một trong những vấn đề quan trọng, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ một cái vali các bạn mua 2 triệu đồng nhưng mà họ khuyến mại còn 600 thì ngày các bạn bán hết veo mấy chục cái vali, chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mà bạn mà vẫn bán ở 1,5-1,7 triệu thì nó tương đối là khó, đúng không ạ? Thì hiện nay nó có những cái chương trình khuyến mại như vậy rất là sốc, thì khách hàng mua rất là nhiều, khuyến mại để tăng trưởng điểm bán, khuyến mại để khách hàng cũ quay lại, khuyến mại để khách hàng mới đến, đúng không ạ? Rất nhiều các cái lý do mà chúng ta có thể đưa ra các chương trình khuyến mại để mà chúng ta thúc đẩy. Thế còn thì trả lời cho câu hỏi là như thế nào là hiệu quả, đúng không ạ? Như thế nào là hiệu quả thì chúng ta sẽ xem xét kỹ lưỡng là chúng ta phải đề ra một cái chương trình, chúng ta phải đặt ra mục tiêu doanh số, mục tiêu khách hàng, chúng ta cũng phải đặt ra mục tiêu về chi phí và thời gian, các cái KPI chúng ta đặt rõ ràng ra thì chúng ta sẽ có thể đo lường được hiệu quả. Thì sau đó thì tôi sẽ trình bày với các bạn một cái video liên quan đến đo lường hiệu quả bán hàng, đo lường hiệu quả để tạo các chương trình khuyến mại, sau đó thì cái kết quả cuối cùng của nó là cái kết quả mà chúng ta mong muốn đến, là những cái chương trình khuyến mại mà tạo ra doanh số được. Tôi có thể lấy ví dụ cho các bạn là khi tôi làm cố vấn cho một cái thương hiệu thời trang dành cho tuổi teen ở Hà Nội, thì chị nói với tôi là từ trước đến giờ thì chị cũng chỉ quen làm khuyến mại 20%, 30%, 50%, thậm chí 70%. Chị cũng chẳng nghĩ ra được cái chiêu thức nào khác ngoài khuyến mại về giá. Thế thì tôi đưa cho chị một cái chương trình khuyến mại mà có thể nói các bạn lên Google các bạn tìm rất là sốc. Đấy là khuyến mại theo thời tiết, tức là nhiệt độ ngoài trời bao nhiêu độ thì trong cửa hàng tôi giảm giá bấy nhiêu phần trăm. Thì đấy là một cái cách vẫn là giảm giá phần trăm, nhưng mà nó tạo ra được cái sự mới lạ, sự độc đáo và
khách hàng rất là hứng thú với cái chương trình đó, và thậm chí là đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí tìm đến chị để đưa tin. Đó chính là cái cách mà sẽ thành công trong cái quá trình truyền thông. Ngoài ra thì khuyến mại các bạn có thể tạo ra rất nhiều các cái chương trình hấp dẫn, các cái chương trình sốc độc lạ để mà khách hàng của mình người ta có thể là dễ dàng bị thu hút, đúng không? Và hiệu quả sẽ được đo lường bằng chi phí bỏ ra, doanh thu thu về và lợi nhuận chúng ta đạt được. Một cái chương trình khuyến mại hiệu quả có thể tăng trưởng doanh số rất là lớn các bạn nhé. Thế thì tí nữa ta cũng sẽ trình bày thêm về cái cách thức đo lường một cái chiến dịch khuyến mại. Thế còn tôi vừa đưa ra một số các ý tưởng của một cái chiến lược, một cái chiến dịch khuyến mại mà được có thể nói là thành công. Thí dụ như là chúng ta quan tâm đến nội dung chương trình khuyến mại, thời điểm, cách thức, công cụ chúng ta truyền tải. Ok, thì thôi, cái phần nội dung tôi vừa trình bày ở đây thì các bạn có thể xem xét, các bạn đưa vào một số những ý tưởng cho mình. Cái bài học này thì tôi cũng chỉ đề cập đến vấn đề lý thuyết thôi, được chưa? Bài tiếp theo thì tôi sẽ nói về cái chiến lược giảm giá để làm sao mà chúng ta phải đảm bảo được lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của chúng ta, được chưa? Xin gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.